Hôm nay có ba chàng trai đủ 80 để đó trên sẽ đọc bài Thu 80 tặng anh Do, anh Thắng, ba chàng trai đủ 80 tại bài Thu 80. 80 là mùa thu tự nhiên qua, đời tôi tàn úa mấy mùa hoa. Một ngày em lớn tôi rung rẩy, hương sắc xuân thì mau phôi pha. Tôi nhớ mùa thu, hay nhớ em, mong manh như gió rớt bên thềm. Sao lòng tôi rưng rưng cơn bão, thèm một lần nắm ngón tay quen. Em tiếc mùa xuân hay tiếc tôi? Chút tình thơ dài đã xa xôi, luôn lên ký ức trăng màu ảo, thay gói hành trang bước xuống đời. Có một đêm nào ta nhớ nhau, hai phương trời là áo xưa nhau, hai tâm hồn cũ cùng đau đau, tiếc hận một lần buông